nếu mà có la lên xô bộ lên đó được không nè, không được ta giết mày chứ được không? Cậu Năm gì? Thực sự em nể cậu Năm giống ông thầy nội vậy đó. Ừ. Cậu Năm ăn nói sao cho em nể à cậu Năm nha. Anh nói là nhắc hò được không? Được thì em mới giải quyết. Rồi đừng quyết lên. Mà trước khi hò em hỏi khán giả có ai ủng hộ em hò mà hò mà hò mà hò thấy chưa? Ba rồi đó. Dạ. Thôi bây giờ em xin khán giả thêm một cái buồn nhân đội. Nó vậy thôi chứ em dở cái gì vui vui chứ em hò nha. Quý vị, dòng lời đặc biệt đó là dòng lời thần tài. Quý vị, dòng lời thần tài.
này sẽ là một trận đội 30.000 đồng một lá vé như những trận đội vừa qua. Tuy nhiên trận đội thần này, một lá vé quý vị chờ được hai lần. Lần đầu tiên quý vị sẽ trúng qua đó là 5 phong vàng. Và lần thứ hai quý vị sẽ trúng qua đó là phong policy 1 triệu đồng. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta bắt đầu giờ số cho do chủ nhân ra đầu tiên trong đài 511. Đúng rồi. Dạ, có số gì kiểm tra 48. 48 thì điểm kiểm quan có 1. 53. 53 có 2. 36. 36 có 3. Số 7. Số 7 hợp lệ. Dạ rồi, chủ nhân thứ hai đúng quý vị. À, có một anh trai bên kia đây chị ơi. Dạ lời 512 đúng cái hiệu được cái lời. 48 có 1. 53 có 2. 36 có 3. Số 7. Số 7 hợp lệ. Lên chủ nhân thứ ba dòng lời 600 đúng lời. 48. 48 có 1. Số 7. Số 7 có 2. Còn quý vị ơi, dạ hết rồi thì chúng em xin phép được tổng kết và trao thưởng cho bên ngoài. Rồi mỗi người cũng có bông nha. Dạ rồi, bây giờ mình chia đều hôm nay quay số. Chia đều đi ha. Mỗi người nhận về phong lì xì 870.000 đồng. Dạ rồi, cảm ơn 3 người ạ. Dạ rồi, cảm ơn 3 anh chị rất là nhiều. Dạ quý vị thông cảm cho là ngày hôm nay tất cả các thành viên đa phần là tham gia cuộc thi, cho nên những người bán vé rất là ít. Quý vị gặp ai quý vị mua ủng hộ cho người đó giùm em luôn nha. Rất là mong quý vị thòi tay ngọc thật tay ngạc và ủng hộ cho dòng lệnh mới, dòng lệnh thần tài. Và dòng lệnh thần tài xuất hiện ngẫu nhiên trong một đêm diễn từ 1 tới 2 lần quý vị nha. Và hoàn toàn ngẫu nhiên luôn quý vị. Đó dòng lệnh thần tài một vé mà mình giờ được 2 lượt. Lượt đầu tiên trúng 5 phân vàng, mình không trúng mình chịu lá vé nó lại. Mình giờ thêm một lần thứ hai với giá trị nghệ thuật đó là một số là đâu và đường đi thì cũng là rất là chậm, cho nên chị em phụ và bán vé cũng là rất là ít. Quý khán giả ơi, quý khán giả thương truyền tay nhau và ủng hộ cho chị em phụ nha. Rồi lá vé chúng ta đúng khán giả là động lực với ai đó. Trên sân khấu này xin mời tất cả quý vị giám khảo cũng như quý vị khán giả hãy hướng mắt về sân khấu và đến với phần thi tiếp theo, phần thi thời gian ảo. Chiều đó anh lấy 1 triệu đó, anh lấy xe 16 cho đi chùa được không? Ừ, chùa. À,
thổi lên giống như đang đám giỗ các thi vậy trời. Rồi các quý vị. Và chi điều hay là quay số các chị ơi. Chi điều mỗi người phong bao lì xì 100.000 đồng. Yeah. Rồi cho chàng vỗ tay kính lời quý vị. Dạ cảm ơn gia đình mình. Sao? Con gì chị? Dạ. Cho cùng cho con em leo được không? Đây nè. Dạ. Rồi ok chị, cảm ơn chị nha. Dạ rồi. Rồi, còn Phương sẽ gửi quà lưu ý cho gia đình mình nha. Rồi, chúng tôi có thể, và bây giờ xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.